Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Majibu Channel và mình là Bu đây. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái Windows 11 nằm ở trong cái Windows 10 Inception mọi người nhé. Bằng cái phần mềm gọi là máy ảo ha, VirtualBox. Thì đầu tiên chúng ta check cái Windows chúng ta ha. Windows chúng ta đang là Windows có cái cấu hình là Core i7, con CPU 8700 ha. Thì mình coi cái RAM của mình bao nhiêu nha. Ok, đây. RAM của mình đang là 16GB Windows 10 Pro bản 20H2. Ok mọi người, thì cái như đây là đã sẵn sàng có thể cài đặt được rồi. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái Windows 11, nó nằm ở trong Windows 10 để dành cho những cái bạn mà muốn test thử Windows 11 mà chưa muốn cài chính thức trên cái Windows 10 của mình, thì mình cài đặt thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái phần mềm máy ảo mà chạy mà mượt mà nhất theo như mình tại thời điểm này mà mình hay dùng nhất, đó là phần mềm VirtualBox ha. Thì chúng ta vào Google thôi. Rồi chúng ta search phần mềm tên là VirtualBox ha. Ok, rồi download. Rồi ngay đây mọi người nha, VirtualBox download. Rồi mình vào đây. Rồi mình tìm cái phiên bản dành cho Windows Host. Nó sẽ có Windows Host, OS X Host là của Apple á, và Linux Distribution cũng là của Linux ha. Rồi cái phiên bản này nó cũng nhẹ thôi mọi người nhé, 103 MB thôi, download rất là nhanh. Ok, rồi mình cài đặt luôn mọi người nhé. Đây là bản VirtualBox 6.1.28. Chỗ này mình cứ chọn default nha, next ha. Đây có cái này cũng default ha, next luôn nha. Rồi warning có cài cái network interface không, là cài cạc mạng á. Ok luôn ha. Rồi install ha. Quá trình cài đặt này cũng đơn giản mọi người ha. Nó chỉ là làm theo step by step của cái phần mềm thôi. Mình cài đặt vào thôi. Rồi nó hỏi mình có cài cái USB với mọi người. Để mà khi mình cắm USB từ trên máy vật lý của mình thì nó hiểu trong máy ảo luôn. Ok. Rồi xong. Rồi start cái máy ảo lên ha. Đây là cái giao diện của phần mềm VirtualBox của mình. Kế tiếp thì mình sẽ vào trang Microsoft để mình download cái file ISO của Windows 11. Thì keyword search cũng đơn giản ha. Windows 11 download ISO. Ok. Rồi, trang chính thức ha. Mình scroll xuống dưới, mình sẽ chọn cái phần gọi là image, this image. Đây. Rồi mình select cái phiên bản là Windows 11, sau đó mình chọn download. Sau đó mình chọn cái language của nó là English International ha. Rồi. Chờ tí xíu nha. Đây. Rồi nó chiếm của mình năm cái file này 5.1GB mọi người nhé. Ok. Rồi để cho nhanh cái quá trình này thì mình đã download sẵn một cái file rồi nè. Thì cái file này mọi người cứ download nha, còn mình download rồi thôi, mình không download nữa. Đây, mình đã có sẵn cái file này rồi. Rồi. Bây giờ file ISO nằm đây rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái phần mềm máy chủ của mình ha, máy ảo của mình ha. Mình sẽ tạo một cái máy ảo. Đây, chọn new ha. Rồi mình đặt name cho cái máy ảo này. Ok, Windows 11. Rồi, ồ nó thông minh chưa nào, đánh Windows 11 dưới đây nó hiểu version 11 chứ bình thường mình phải chọn Windows 11 version. Rồi, cái chỗ mà lưu cái máy này nè ha, nằm đây rồi. Rồi memory size là cái RAM dành cho cái máy ảo của mình, thì bây giờ cái máy mà vật lý cái máy host của mình nó đang có 16GB nên thành ra là mình cũng sẽ muốn đặt ở chỗ này là 8GB. Thì để coi 8GB là bao nhiêu ta? 8GB là mình lấy 1024 mình nhân cho 8 à là 8 không sure. Ok, nó sẽ có những cái mức có sẵn đây. Rồi bây giờ nếu mà mình muốn chính xác thì thôi mình sẽ vào calculator nha. Calculator rồi mình lấy 1024 nhân cho 8 bằng 8192. Ok, vậy thì bây giờ mình chọn 8192 rồi, để là mình chọn cho này là RAM cho máy chủ máy ảo của mình là 8GB ha. Rồi chọn next. Rồi chỗ này nó sẽ nói mình là tạo cái virtual hard disk. Nó recommend size là 80GB ha.
Rồi mình sẽ nó sẽ có hai option là không tạo hoặc là dùng cái hạt disk có sẵn. Ok. Thôi mình tạo nha. Rồi 80 GB. Rồi chỗ này cái hạt disk file type cái chuẩn này là chuẩn gì? Thì thường thì mình chỉ dùng ba cái chuẩn này, thì bây giờ mình chuẩn ở phía dưới này thì dùng cho nhiều loại nè. Còn mình chọn chuẩn đầu tiên luôn nha. Ok. Rồi cái chỗ này nó hỏi mình dùng dynamic allow hay là fixed size. Dynamic dynamically là có nghĩa là nó động, có nghĩa là cái size của nó động, có nghĩa là ví dụ như mình dùng bao nhiêu thì nó tính bao nhiêu thôi. Ví dụ như mình chọn là 80 GB nhưng mà mình mới dùng 20 GB thì mình chỉ chiếm trên dung lượng 20 GB. Còn fixed size có nghĩa là mình chọn 80 GB thì là ổ cứng của mình mất hẳn 80 GB luôn. Đó, ok, mình chọn dynamic nha. Rồi cái chỗ này thì là đường dẫn đây, chỗ này nó sẽ lưu cái file của mình, cái file của máy ảo vô chỗ nào thì mình chọn chỗ đó. Ví dụ mình muốn qua UD thì mình chọn UD, còn này mình để mặc định nha. Ổ 80 GB ha. Rồi xong cái bước gọi là tạo đơn giản mà mọi người ha. Rồi mình chỉ cần tạo vậy ha. Rồi bây giờ mình check lại nha. Đây Windows name là Windows 11. Hệ điều hành là Windows 11 64 bit. Ổ RAM là 8 GB. Rồi tất cả hiển thị màn hình 128p audio share, cái này không cần thiết. Rồi mình qua setting cho mọi người xem nhé. Rồi ở phần general này ha, description. Rồi mấy này cũng không có gì lạ ha, cứ default của nó là được rồi ha. System processor nè, processor bây giờ đang 2 con, mình chọn thành 4 con ha, nó nhanh hơn tí xíu. Rồi cái phần boot order, boot đầu tiên là ổ mềm, rồi ổ optical, rồi phần display đang là 128p ha, cạnh hình 128p cũng đủ rồi đó. Rồi storage, rồi mình vô phần này để mình add cái ổ CD ha, để mình boot bằng CD thì mình mới cài được, mình mới chỉ vô trong cái file mà hồi nãy mình download đó. Đây mình chỉ vô phần download, mình chỉ vô cái file ISO nãy mình download nè. Đó thì là cái ổ CD, giống như mình bỏ đĩa vô CD vậy đó, thì đây máy ảo. Rồi bỏ vào. Rồi xong. Bây giờ start thôi. Ok mọi người. Press any key ha, boot. Rồi. Rồi, mọi người đã biết cái Windows 11 là nó sẽ hạn chế, nó không cho mình cài ở một số cái cấu hình máy cũ mọi người ha. Nó sẽ kiểm soát của mình cái phần gọi là secure boot với lại cái TPM check. Thì mình sẽ không làm gì hết ha, mình làm giống như default bình thường để cho mọi người thấy cái lỗi nó sẽ xảy ra là nó sẽ không cho mình cài trên các cái phiên bản bình thường giống như hồi trước giờ Windows 10 cài phát được ngay. Còn bây giờ là nó phải đòi hai cái phần require của nó là TPM check với lại secure boot check. Đây mình chọn đây time currency ha, mình chọn US ha, keyboard US, rồi mình chọn next nha. Rồi mọi người nhìn nha, bây giờ mình chọn install now nha. Rồi CDK ha, gõ sao ha, don't have, mình gõ sao nha. Rồi mình chọn bản Windows 11 Pro. Rồi mình chọn next ha. Rồi đây mọi người thấy không, nó không thể run được. Tại vì cái version này nó đòi hỏi là nó không meet cái minimum system requirement. Đó, nó đòi hai cái phần kia là TPM check với lại là secure boot check á. Thì ok, cái chỗ này mọi người để ý nha, bắt đầu mình sẽ tiến hành cho chỗ này nha. Mình mở to lên để mình bắt đầu mình làm lại cho mọi người. Cái này không to được. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Mình quay lại cái màn hình ngay chỗ này. Đây, ngay màn hình này mình nhấn Shift F10. Đây, ngay đây bắt đầu mình gõ tiếp phần Red Edit ha, để mình vào cái Retry. Mình mới bypass cái require này của nó. Red Edit mọi người nha. Rồi, Enter. Rồi mọi người vào đây, vào local machine ha, vào phần system ha, vào tiếp phần setup ha. Rồi trong phần setup này chúng ta sẽ tạo một cái key, tạo new ha, key. Rồi cái key này tên là lab config mọi người nha. Đây. Rồi trong cái lab config key này mình sẽ tạo một cái dework registry key nè, dework 32 bit value ha. Rồi, cái name là bypass TPM check. Ok, mọi người gõ chính xác giống như mình nha. Mình sẽ có để cái link ở phía dưới, mọi người cứ copy cho nó chính xác cũng được, hoặc là mọi người cứ đánh theo mình, rất là dễ. Rồi.
Rồi cái value của bypass TBM check này, đập click vào ha. Đây, 7 con số 0 nha, 1 2 3 4 5 6 7 số 0 và số 1. Ok. Rồi, tiếp tục thêm một cái key nữa ha, là bypass của cái skill boost check. Ok, cũng đi quật 32 bit nha. Rồi, bypass skill boost check. Ok. Rồi, cái value của cái này cũng là 7 con số 0 và một con số 1 mọi người nhé. Ok. Đập click vào. Rồi, 7 số 0 số 1. Rồi ok mọi người ha. Rồi, chỉ cần hai cái retry này là đủ để nó bypass qua cái phần mà require của cái Windows 11. Rồi mình đóng lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành install như bình thường. Rồi, chọn Help Product Key. Rồi chọn Windows 11 Pro. Rồi next. Đây, nó qua rồi, thấy mọi người không? Hồi nãy ngay cái bước này nó bị cản lại, giờ nó qua ha. Rồi ok, accept nó ha. Next. Rồi chọn custom ha. Đây, chọn ổ cứng 80GB. Rồi, chỗ này. Rồi mình chọn hết. Nếu như mọi người muốn chia thì mọi người chia, còn mình thì mình chọn hết thì mình chỉ còn chọn ok và chọn next thôi. Đấy. Còn cái phần nó chia bao nhiêu cho phần system, phần MSR reverse thì research thì nó sẽ tự chia ha. Rồi next. Rồi. Cái quá trình cài đặt này nó chiếm mình khoảng đâu 5-10 phút gì đó. Mình sẽ tua nhanh cái chỗ này cho nó chạy thiệt nhanh nha, để mình nhanh thấy kết quả. Ok mọi người. Thì cái phần mềm máy ảo này nó có thể cài cho nhiều cái lắm. Ví dụ như cài Linux nè, cài Kali Linux nè, cài Windows 10, Windows 11. Mọi người có thể dùng để test, hoặc là có thể sử dụng trước những cái tính năng mà mình chưa muốn cài đặt thực trên cái máy chính của mình. Thì mình dùng cái phần mềm này, nó chạy lòng ở phía bên trong của cái máy chính của mình. Ok, rồi restart cái máy ảo lại nha. Rồi, mọi người thấy chưa? Nó đã bắt đầu chạy rồi đó. Rồi, getting ready. Cái chỗ này mình vẫn tua nhanh tí xíu nha. Chỗ này nó cũng sẽ install mất khoảng vài phút ở chỗ này luôn á. Rồi, bắt đầu. Đăng ký mới, một cái window mới hoàn toàn. Location, Việt Nam. Rồi, chọn keyboard. Keyboard là US là chuẩn nhất nha. Rồi, keyboard. Rồi, add layout, thôi không cần, skip. Rồi, chỗ này nó cũng check for update để mà nó check một số cái update của Windows 11. Nó cần bandwidth của Internet nha. Và nó check cũng đâu khoảng vài phút cho mình đấy. Ok, cái full screen này chưa được nha. Mọi người muốn mà cái máy ảo này nó full screen thì là xem cái video trên góc phải, mình có để đường link nha. Mọi người xem cái video đó, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cho full screen cái màn hình của máy ảo ha. Rồi, name Majin Buu. Reboot lại. Name này là mới là computer name thôi nha mọi người, chưa phải là cái username đâu nha. Rồi bây giờ mình set up username nè. Một là set up ở phía trên là dùng cái account của Microsoft, nghĩa là dùng account Live hoặc là account Hotmail á. Hai là dùng set up local, dùng cho work hay là for school thì mình dùng ở dưới nha, để dùng cái account local cho nó an toàn mọi người nhé. Rồi chỗ này chọn sign option nha, để mình gõ, này là vẫn là account của Microsoft ha. Chọn phía option phía dưới nha, là sign option ha. Rồi dùng cái domain John Institute này nha mọi người. Rồi đây enter your name Majin Buu. Next. À cái này nó trùng với là cái PC name mà nãy ha. Rồi khoảng trắng ra, hoặc là thêm cái channel gì cũng được. Rồi, khoảng trắng đi nha. Rồi next. Rồi password. Confirm password. Rồi cái security question này ha, mọi người có thể tự đặt cho mình để khi mà mình bị quên password thì mình nó sẽ hỏi mình thì mình sẽ trả lời ha. Con vật nuôi đầu tiên mình Pluto. Tiếp tục cái name thành phố mình ở Hồ Chí Minh nha. City. Rồi. Câu hỏi thứ 3 là cái nickname thời thơ ấu của mình là gì?
Bu. Ok, mình tin Bu mọi người nhé. Rồi xong. Rồi mấy cái setting này, location không cần, file my device không cần, máy PC nằm tại văn phòng không cần, diagnostic data không cần, in and typing không cần, cái này cũng không cần, quảng cáo ID ok, cái này cũng không cần not. Rồi accept mọi người nha. Rồi chúng ta sẽ chờ few minutes. Đừng tắt máy nha. Keep PC on. Ok, almost there. Rồi xong, Windows 11. Ngon lành. Mọi người thấy chưa? Windows 11 đang chạy lòng trong Windows 10. Name Majin Buu. Rồi bây giờ thử vô internet đi. Hoặc là bây giờ setting nha. Nè mọi người nhìn nha, cái setting này nha, không thể nào làm cho nó full screen được nha. Thì mình sẽ phải có một cái video ở bên kia. Đây, nó bị mờ đi rồi nhá. Độ phân giải nó đang là 1024768. Độ phân giải rất là thấp thôi để chạy cho nó nhanh. Đây. Ok. Đây, mọi người thấy chưa? Windows 11 cũng mượt mà đấy nhá. Đây, đã có internet rồi nhá. Network Access Internet rồi. Bây giờ mình sẽ thử vào internet. Dùng cái phần mềm là Microsoft Edge. Microsoft Edge ha. Mọi người có hay dùng Microsoft Edge không? Chứ mình là mình chỉ dùng Microsoft Edge mục đích chỉ để download và cài đặt Google Chrome. Microsoft Edge đối với mình chỉ dùng được đúng có nhiêu đó thôi đó. Có nghĩa dùng nó để lên internet và để download cái phần mềm Google Chrome về thôi, không làm gì cả. Ok, Google. Rồi Chrome download ha. Rồi download ha. Đây, gọn gàng, nhẹ nhàng. Rồi install luôn nha, open file để install nó luôn nha. Đây, cho phép nó, yes. Yes luôn, update. Ok. Ôi xô phèo, mình lít hai cái, mình lít hơi dư. Hai cái cùng install cùng một lúc nên báo lỗi. Ok mọi người, đơn giản mà được không? Rồi, cài đặt. Đường truyền đi qua thông qua cái máy PC của mình cũng khá nhanh đấy nhé. Mình đang có hai ổ cứng ha. Giao diện là giao diện của Windows 11 ha. Mọi người có thể trải nghiệm Windows 11 trước khi mình quyết định nâng cấp nó lên. Máy chính của mình nó vẫn lấy con CPU này nha, 8GB RAM ha. Đây, bản Windows 11 Pro 21H2. Okay. Mình có thể trải nghiệm trên đây trước. Trước khi mình quyết định nâng cấp. Rồi xong rồi đây, Google Chrome. Đây. Ngon lành. Mượt mà ha. Nhưng chỉ có một cái là màn hình hơi nhỏ. Nhớ xem video hướng dẫn làm full màn hình của máy ảo nha. Mình có video làm full màn hình của máy ảo mọi người nha. Đây, đây là các cái công cụ của nó đây ha. Rồi, xong. Rồi, đây, một con máy ảo chạy lòng trong một con máy ảo Windows 11 chạy lòng trong Windows 10. Rồi, shut down nha, close. Rồi, chọn cái gì? Chọn power up, ok, là máy tắt, xong, khi nào cần, start, chạy lên. Đơn giản mọi người ha. Rồi, một cái máy ảo, mình có thể cài nhiều cái máy ảo ở đây nếu như cấu hình mạnh. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để gặp lại mình nhé. Bye bye mọi người.